ơi. Đứa nào đó? Con đây. Sao nè, trời ơi. Đứa rể bác Tám ơi. Cái gì mà mày vô nhà tao mày la ối ôm sùm hả? Trời ơi, mồ hôi mồ kê không vậy trời. Cứu con đi. Cứu mày hả? Dạ. Ruộng mày tiêu hết rồi phải không? Ủa sao bác biết hay vậy? Tao nói ngay tim đen tao đi guốc trong bụng mày mà. Cứu tao nói con thiệt. Đi. Cứu mày hả? Chờ mày tao một chút rồi tao nhắc ghế ra tao nói chuyện với mày. Người ta nói đúng à. Cãi thầy là núi đè. Con cãi bác Tám bây giờ nguyên đám ruộng nó đè cũng không chịu hết nổi. Tiêu hết rồi bác Tám ơi. Ruộng mày á, lúa mày xả mà nó chết thì do lừng phẹt. Không bón lân, không có chất dinh dưỡng, cây lúa xuống dưới không có gì ăn hết, nó lị cà ché. Rồi còn, bây giờ á, mày tính sao nè. Mày tính sao mày nói tao nghe coi. Còn cái này nữa, cái vụ phèn là thì đó là con chấp nhận rồi. Ừ. Còn ba cái cỏ nước mặn, rồi ba cái củ năng, cái gì mà bây giờ nó lên quá trời lên. Con trước khi đó là con đã phun thuốc xịt cỏ rồi. Nè tao nói cho mày biết nha, cỏ nước mặn á, mày xịt á thì nó chết, nhưng mà nó chết ở trên. Còn cái lóng nào mà nó còn chìm ở dưới sình á, ha, không có chết. Mà hai con lóng là mốt ràng lùm. Còn ba củ năng nó ở sâu dưới sình, mày sình sao mà xuống nó chết được. Sống dai như đĩa vậy. Mày phải thò tay xuống mày móc củ năng lên. Mà mày không móc mày móc cái đó nó lừng lên nữa. Hiểu không? Cái gì? Bây giờ quá trời luôn, bây giờ ba cái đó nó còn nhiều hơn lúa nữa. Bây giờ làm thủ công. Chứ không có xịt thuốc hóa học vô trong đó. Thủ công là sao? Mày đi kêu thợ, kêu công, người ta tới người ta nhặt, người ta nhổ. Giờ phải đi kêu thợ. Ừ. Người ta nhặt, người ta nhổ lên. Còn bây giờ rồi. Bây giờ mày tính mày đám ruộng mày vậy rồi mày tính mày làm sao mày nói tao nghe coi. Thì con tính bây giờ là cũng như theo lời của bác Tám, giờ kêu công người ta nhặt ta nhổ lên. Ừ. Rồi xong rồi con xới đất lại sơ sơ. Ừ. Đó rồi con cho nước vô rồi cái con xả lại. Vậy thôi hả? Thì vậy được rồi. Ông nội ơi, mày làm ăn kiểu này lúa mày hư nữa. Cái điều quan trọng là vậy. Mày phải bừa đất, mày phải xới đất lại, xong xuôi mày bừa sao cho cái mặt ruộng nó phẳng, ha, à, không có chỗ cao, không có chỗ thấp. Ủa để làm chi vậy? Thì cái chỗ cao nó kệ nó, còn chỗ mày thấp sụt bùn trên nó bằng phẳng. Thứ nhất, khi bùn mà nó được sụt nhiều, ha, à, đất nó nhuyễn, mày giải cái lúa giống xuống, thì cái lúa giống nó có đủ cái độ ẩm, nó mọc rễ ra nó bám liền. Mày giải lân xuống coi có chất dinh dưỡng, nó có, nó hút, nó mới lớn. Còn mày giải vôi để mày hạ phèn, không cho phèn nó lừng lên ảnh hưởng tới cái sự phát triển của cây mạ con, cây lúa con, hiểu không? Trời ơi. Còn đám ruộng mày phải làm bằng phẳng hết, không có chỗ gò, không chỗ cao. Bởi vì sao? Cái chỗ gò với chỗ trũng kệ nó có ảnh hưởng gì đâu bác Tám. Nè, cái chỗ gò với chỗ trũng nó ảnh hưởng lắm đó nha. Ảnh hưởng gì? Mày để chỗ cao với cái chỗ thấp mày mốt mày giải thuốc, ha. Mày giải phân chảy xuống chỗ trũng, cây lúa ở dưới chỗ trũng nó hưởng được nhiều hơn cây lúa ở chỗ gò. Hay quá. Hay cái gì? Con không có nghiên cứu được cái này ta. Bây giờ tao nhắc cho mày nhớ nè. Dạ. Làm đất để gieo xạ không phải là cái chuyện đơn giản. Dạ. Mình phải biết được những bước sau đây. Thứ nhất, phải làm đất cho kỹ. Dạ. Mặt ruộng phải phẳng. Mặt ruộng phải phẳng. Diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc. À, phải bón lót phân lân. Bón lót phân lân. Cung cấp dinh dưỡng cho hạt lúa khi được tiếp xúc với mặt ruộng mà nó có đủ dinh dưỡng để nó nảy mầm. Bên cạnh đó, sụt bùn phải thật kỹ, đất phải nhuyễn, tạo độ ẩm để hạt lúa tiếp xúc với mặt ruộng nó phát triển tốt. Thời hội nhập là phải biết nắm bắt thời cơ thách thức mở ra. Câu thứ hai mày nhớ không? Người người ý thức, nhà nhà yên vui. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác Tám.